Nó rồi xuống độ, nó rồi tuyết, nó ghê, rồi đóng băng. Cái chương trình đồ ăn này là nó không biết làm sao mà cứu tụi nó. Bữa ăn nó khổ, đủ thứ người khổ, tiền đông gạo phát, rồi còn thú khổ, không lẽ ông cứu. Chính vì cái chữ không lẽ, chữ nhân mà ngồi đây cực. Tay thì sưng nhất, người thì mệt, viêm mũi cảm. Cũng làm thì mấy em lấy cái gì nó ăn tội nghiệp, nó đứng cả bầy ngoài đó nó chờ đói 8 giờ. Ngày nào cũng vậy, nó mới thì nó đến nó xin ăn. Con vật nó vô tội, nó đói khổ nó mới tới, nó kêu cứu nó xin bữa ăn. Không lẽ bỏ đói nó tội nghiệp. Mắc cái eo. Tấm lòng từ bi thì mình cho đứa này mình cũng muốn cho đứa khác nó cũng như nhau thôi, phân biệt làm gì tội nghiệp nó. Thì các em tới ăn chung bữa ăn sốc rồi chim rồi nó tim thỏ kẹt tới mấy giờ này vẫn thấy em thỏ tới đây biết đâu hết rồi chết cái bị gì mất tiêu hết cũng tới mà ít lại thưa lại trời lạnh cổ lắm ăn cái đồ ăn nuốt đâu nổi mình đây con người ra nó đông đá mình có ăn được không mình ra mình đứng là mình chết queo ngoài mà tụi nó cũng sống trong cái cảnh như vậy mà. Mua thử cái đậu phộng này người ta còn áo muối người ta rang này mà thôi kệ nó có nọ có kia có cái gì nó ăn là nó ăn quá tội nghiệp không bớt lại từ từ lại tại vì lạnh lắm cái thứ hai nó đông quá là nó không có đồng đều lúc nào cũng thấy chăm mà vừa bỏ vào trong mâm vừa thảy ra sân vừa thảy trực tiếp ba mối đậu phộng có cỏ rồi đậu phộng con bỏ để bánh cho nó bể ra chim nó ăn bánh sóc con chim trung chim già mấy con chim đói ăn bánh nó thích bánh của nó mà còn hơn nó đói có gì hết tội nghiệp có lúc nó ăn 3-4 mâm một ngày nó ăn tới mấy trăm đồng nó chưa đầy một tuần lễ là cần cả ngàn tiền mà mình mua mình không có để ý cho tới khi mình ngồi mình coi là cái bill mình tổng hợp để mình giật mình của trời của nó ăn dữ vậy đó hả mà thôi kệ đi nói tới tiền sót với cái bà nó đừng nói gì tới với mình cái tâm mình cứ cho nó ăn qua ngày đi đoạn tháng đó, giúp nhau kệ đi chứ không phải ngồi đây mà kể công làm gì cho mệt á ai biết tới đâu kể công mà không nói đâu biết bị gói nè không phải bẻ dụng bẻ nát mà là bẻ nhỏ chứ không được dụng được nát bẻ ra nhỏ lại vừa cái tay của bé sóc rồi bằng cái miếng để cho em chim nó gấp đi đừng có lớn quá để nó phí đồ ăn thời buổi kinh tế khó khăn người khổ thú cũng khổ giúp nhau mỗi bên một chút giờ phải bẻ ra thì không phải bẻ nát nó phí đồ ăn bẻ nát quá cũng được mà bẻ lớn quá thì nó phí cho nên nó thiếu nó lấy tiếp còn hơn là nó dư nó bỏ phải tính nghèo phải tính với lại làm đúng thôi à nhận được ai cho cái gì mừng trong nước mắt là giải ngân ngay biểu lúc nào cũng có tại vì đồ ăn liên tục ngày nào cũng ăn hết á sáng trưa chiều tối chim lớn chim nhỏ chim trung chim bé chim có bầu chim bệnh tật rồi tới sóc cũng vậy đó sóc xám sóc trắng sóc cam sóc sóc nâu rồi đói thì có sóc già sóc tẻ sóc có bầu mấy bà bầu mới là nó căng nhất á bầu phải nuôi bầu thai trong bầu đẻ ra phải cho con bú mấy bà mẹ cho con bú rồi phải hồi sức lại cho sau khi đẻ nữa vừa phải mất sức cho con bú tội nghiệp không mà cả chục bà mẹ nữa không lẽ không cho ăn à tội nghiệp nó không nó tới tận cái bàn tay nó xinh vậy có nở lòng nào lờ đi không cho nó không né núp luôn đóng cửa trốn luôn không trốn như vậy nó có phải mang nhục không nội quần nó luôn không mắc nhục không con người mà tại chỉ vì nghèo thiếu tiền mà không cho nó được bữa ăn có thấy tội nghiệp tê thảm không
mới nhục nhã mới vô cái bao thóp đó mà mình hạ giọng mới cho nó bố thí vài trăm bạc, ai cho được đội ơn rồi cảm ơn cũng cảm ơn rồi chửi hoài. Gạo mới nhận chiều hôm qua nè, bao ni lông còn ngoài chiếc xe shopping ngoài á, không có ai lấy chiếc xe đi còn ngoài á. Em nhiều cái nó đông đá nó khổ gì mà khổ dữ vậy. Đúng ra có tiền là phải mấy cái hộp ao minh, hộp này hộp kia đủ thứ trộn, đâu phải vậy khổ gì tội gì đâu. Nó đã khổ lắm rồi, nó đã tội nghiệp lắm rồi, nó đã thê thảm lắm rồi, có gì cho đó chứ nó có biết cái gì đâu. Cũng cho là cho nó biết mà nó xin, cũng là tôi bày ra, tôi bày ra thì tôi phải gánh cái trách nhiệm vì tôi cho mà. Tôi cho là cái lòng thiện tôi muốn cho, chứ nó có biết cái gì đâu mà nó đòi. Thì người ta đói, người ta thấy có một cái nguồn thì thử đi. Mình làm từ thiện mình mới có cái tâm. Bánh mì này là 3 đồng mấy một cái ở qua mẹ, ở đâu cũng có giá chỉ 3 đồng mấy. Rồi bánh mì ngon, không có mua bánh mì rẻ tiền, để tiền nó không thích. Nó ăn nó cũng như con người, nó biết lựa. Cho dù là nó đói mà nó đi kiếm đồ ăn, nó ăn từ thiện cũng vậy, nó cũng không có được chọn lựa mà nó có quyền nó biết. Nó khôn như con người, nó biết chọn bánh mì ngon nó mới ăn. Nó còn có khi nó không đụng tới nữa. Mua hết rồi, bắp khô cái gì cũng thử rồi kìa. Gần 20 đồng bạc cái gì mà sâu khô gì của nó không ăn. Nó ăn đồ ăn người à. Nuôi đâu phải dễ nuôi đâu, làm phước phải đeo ý tụi nó. Chứ không phải thảy ra là nó ăn đâu. Cho cơm thừa canh cặn sao được. Đã khổ đói thiếu dinh dưỡng rồi còn cho đồ thiêu, đồ hư, đồ cũ, đồ tầm bậy tầm bạ dinh dưỡng ở đâu. Sao sao? Kiếp người đã khổ rồi còn kiếp vật thú nó khổ nữa. Không giúp thì tao giúp cho đàng hoàng chứ nỡ làm nào mà làm trò hề. Trò độc ác thì làm trò bệnh hoạn bá dơ. Làm được, nhà này làm được. Nhà này sống chất lượng lắm, nghèo nhưng mà sống chất. Cái gì cũng chất, chỉ thiếu tiền thôi, không thiếu gì. Giờ phút này là thiếu tiền, thiếu cái nhà ở ổn định, thiếu tiền mặt thôi. Thiếu cái điều kiện tiền bạc thôi, chứ không thiếu gì hết. Có tiền để dẹp tiền bệnh tật, trả là cho nước Mỹ đi ra khỏi hù, khỏi sốc. Khỏi khinh, khỏi miệt thị, kẹt mới nhịn nhục, đang nhịn nhục ở đây. Giờ trước mắt tập trung lên sức khỏe rồi tính tiếp nhịn nhục. Giúp một thời gian nữa có được điều kiện là ra liền, khỏi cần phải đuổi xua, khỏi cần xúc phạm, khỏi cần phải làm khó làm nhục gì hết trơn á. Tại vì nó cũng đã nhục sẵn rồi, cũng đã tự trọng đau lòng hết 30 năm rồi. Ở đây muốn đi ra lắm, có điều kiện là trả ngay. Để đi mua vé số, trúng tờ vé số độc đắc, làm ơn làm phước thần tài gõ cửa nhà này. Cho trúng tờ vé số độc đắc, không ai nợ ai, dùng tiền để mua nhà, dùng tiền mua bảo hiểm sức khỏe. Để bỏ nhà băng, bảo vệ bản thân xài. Rồi nuôi thân, không phiền ai hết. Có tiền thì mình có tất cả tiền của mình. Mình xài. Có tiền mới là thực vượt đạo, đúng không? Có tiền mới có lương thực, mới vượt được đạo, mới giúp được nhiều người hơn. Giúp được nhiều em sốc, nhiều em thú bất hạnh hơn, mới giúp được đời hơn. Còn nghèo là thấp cổ bé miệng, nó không dễ sống. Tối ngày cứ nhịn đói thì mất sức, rồi còn xương với da còi cọc. Tất cả cũng vì nghèo thiếu tiền thôi, nhà này chỉ thiếu tiền chứ cái gì cũng không có thiếu. Đạo đức có, tài có. Chỉ cần tiền thôi. Để ông trời thử coi tới đâu sao thần tài chưa chịu gõ cửa nhà này. Tại sao không bỏ nhiều đậu vô đây, lý do là chim người ta ăn rồi mấy em sóc nó cứ chằn ràng hoài. Tới nó lo phần nó rồi sao chim ăn. Chim nó lấy thì nó bị kẹt vô cái vòng lực quẩn. Mấy con sóc lo ăn rồi chim nó đói, nó đứng nó chờ cả mấy tiếng. Rất là tội nghiệp. Bày ra nó nhiều mâm quá đó. Thì giờ trời mưa tuyết tới nơi rồi, mưa là làm sao ướt, làm sao mà chụp kịp đồ ăn. Tiền không bỏ ra rồi chưa kể trời lạnh nữa. Trời lạnh nó yểu, nó không giòn, nó không thơm, nó không mới, nó không ngon. Sao ăn, ăn ngon. Đó, tóc nó chiếm đi một cái mâm đồ ăn nó chiếm. Tại sao mấy em chim nó ăn? Đứa nào nó cũng đói hết, nó có biết đâu, thú như người, nó dành cái phần nó. Khổ, phải bày ra.
Vậy ra thì mình phải để ý là nó ăn rồi bên này bên kia. Phải 2-3 mâm, 2-3 mâm không sao mà tới trời tuyết chụp không kịp. Phải trời mưa. Chứ qua nó là nó 4 mâm á, bày ra. Hậu phụ này mà chăm liên tục mà nó ăn, tại vì sóc nhỏ nó cũng không, như sóc lớn nó không biết xin ăn, nó sợ nó không biết ăn. Sóc lớn nó biết chứ, biết xin, có đứa nó khôn, nó biết tới nó xin. Còn sóc nhí nó cũng biết đầu xin, thấy nó còn không biết chụp nữa, nó đói tội nghiệp. Thành ra phải sóc bỏ cái đậu phụ không vỏ cho sóc bị không có răng, bị đau, chưa biết ăn, hoặc là có loại sóc nó bệnh. Mấy em nó bệnh có cái vấn đề hàm răng nó nhám có được. Không phải đứa nào nó cũng nhai được đâu. Một cái thùng đồ ăn mừng lắm cho mấy em nó hạnh phúc, nó thấy nó ăn tung tăng tội nghiệp nó. Đây là cái công quả của tôi và cái phước của những ai cho tiền nó bỏ vào thùng đồ ăn tụi nó. Chứ chẳng có lấy một xem nào, tôi người bệnh tật đó, tôi trân trọng cảm ơn và tôi cũng cúi đầu thành khẩn là tôi vô cùng là cảm kích. À, rất là chân thành. Đừng có cho tiền mà sỉ nhục, bởi vì nhà này nghèo lắm, không có biết lừa đảo, không có lợi dụng ai trơn á. Mua một cái thùng đậu phộng ta đưa hột xấu nhiều không tốt. Đã đói khổ nhờ mẹ táo, mà mẹ táo thì tiền đông đã quá, tiền bệnh tật nó sót lắm, còn đồ ăn không ngon nữa chèn vô, khổ đủ cảnh đó. Trời, ship qua nhà khác, ship chậm, ship trễ, rồi tiền gói đầu, tiền bill bệnh, tiền tùm lum á, khổ lắm. À, là nó dành với trời lạnh đó mà thôi, bây giờ biết làm sao. Còn nơi không có cái gì mà ăn đó.